Cửa hàng âm thanh bãi 1917 xin kính chào toàn thể các bác Tối ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng cho các bác những cái sản phẩm mới về tới từ, từ cửa hàng âm thanh bãi 1917 Trước mà các bác đây là 30 bộ mic tới từ thương hiệu Bayer của model là Bayer T8 Như bác cũng đã biết thì từ trước đến nay thì bên em làm rất là nhiều những cái dòng mic của Bayer Có thể là có những cái tên model khác, tên cái thương hiệu khác Nhưng mà đa phần thì những dòng mic với cái trường phái mà nhẹ, dễ hát À, hỗ trợ cho những bác nào có những cái giọng hát yếu thì đa phần đều do là bay ơ sản xuất hoặc ít nhất thì nó sử dụng những cái main mạch của bay ơ chẳng hạn đấy thì à, ngày hôm nay thì à, bên em có về tiếp tục cho bác vẫn là cái à, dòng những cái dòng mic mà mang cái bản chất là nhẹ dễ hát và hỗ trợ cho tất cả các bác có những cái à, à, khi mà chúng ta sử dụng những cái mic mà hát karaoke nó nhẹ nhàng nó dễ hát nhất có thể thì cái model T8 này thì cũng là đáp ứng rất là nhiều những cái tiêu chuẩn đó thì số lượng thì có ba mươi mấy bộ cơ các bác ạ và cái lượng hàng nó cũng bắt đầu về nhiều nhiều rồi cho nên là hôm nay em sẽ lên sóng cái video của dòng dòng này T8 này trước còn với những cái dòng BS780, 790 những cái dòng mic mà ra cá thì bên em sẽ lên sóng sau các bác nhá lên sóng dần dần chứ lên sóng một một mạch thì nó có thể là nó sẽ làm loãng cái 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 um, theo dõi của tất cả các bác đấy thì uh, với những cái dòng mic này thì có lẽ em cũng uh, không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa thì em chỉ xin nhấn mạnh vào một cái đặc điểm của cái dòng Bayer t tám ngày hôm nay mà em có hiện đây thì uh, dòng này thì điều đầu tiên là đầu thu đẹp tay mic đẹp đảm bảo về cái độ thẩm mỹ dành cho tất cả các bác và thì bây giờ các bác mua hàng bãi các bác yêu cầu rất là cao có nghĩa là đẹp zin rồi đại pin không gãy tất cả mọi thứ thì nó phải ngon lành một chút vì các bác mà ngoài là hát còn mang thêm cái yếu tố là trưng bày đấy thì tất cả những cái điều kiện đó thì đã được đáp ứng với một cái đầu thu của Bayer T8 mà với một cái màn hình khá là lớn như thế này mặt phay nhôm à, một cái đèn hình lớn hiển thị và hai cái um, bốn cái nút để các bác có thể là dò sóng nút ir nút set cũng như là hai cái volume, hai cái chi áp được các bác gọn âm uh, lượng to nhỏ các bác nha. đầu thu được chắc chắn là đẹp rồi. còn uh, riêng về phần tay mic thì các bác ấy, yên tâm. vì từ trước đến nay thì uh, sau uh, những cái đầu năm 2022 hoặc là cuối năm 2021 thì bọn em đã bắt đầu liên hệ được với một cái địa điểm rất là uy tín thì uh, người ta là cái đơn vị mà người ta kéo hàng cho bọn em á uh, nhập về tuyến chọn là những cái bộ mic mà nó có đầu thu đẹp và tay mic đẹp nhất có thể để gửi đỡ tất cả bác làm sao cho nó uh, nó nhìn nó cái bộ mic nó, nó nó gần như là tương tự như là những bộ mic mới thì nó sẽ là rất là đẹp hơn đúng không ạ? đấy và cái điều thứ hai về những cái dòng mic t 8 này thì à, dành cho những bác có nội à, lực yếu, à, giọng hát à, kép lại à, có luyến láy và nó rất là nhẹ đảm bảo cái bác thì khi mà các bác dùng những cái bộ mic như t 8 này thì à, các bác hát này nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều. nó không phải là những cái dòng mà nó có cái dạng như là thật tiếng như là BBS hoặc là gì là cạc để vôn LR đấy là những cái dòng mà nó người ta hay ưu tin à, khi mà làm sự kiện hoặc là những à, cái không gian nó nó rộng lớn hơn một chút hoặc là dành cho những người mà có nội lực tốt hơn hát à, hay hơn thì khi người ta mới hay dùng những dòng kia còn à, với những dòng bay ơ thì nó chuyên gia đình chuyên gia đình nó phù hợp hơn với tất cả các bác và đa phần là bác nào cũng có thể sử dụng được những cái dòng mic như thế này từ người hát hay từ người hát à, không hay hát kém một chút thì vẫn có thể sử dụng những dòng mic này hát rất là đơn giản đúng không ạ đấy thì em nãy giờ nói về phần đầu thu rồi đây là phần tay mic thì tay mic lần này thì nó nguyên là ba mươi mấy bộ thì nó sẽ là tay màu xám ghi hết các bác nhé một số lần trước thì nó có thể là mà cái tay mic màu vàng gold màu vàng đồng rồi màu xám ghi đấy thì lần này thì bọn em nhập là nguyên được cả một lô À, tay tất cả đều màu xám ghi và đầu thu nó cũng tương tự như vậy tạo ra một cái đồng tông đồng màu hơn đẹp hơn à, còn với cái côn mic thì những cái côn mic các bác sẽ thấy trên đây thì các bạn em sẽ có những cái đời côn màu hồng màu à, vàng à, thì đây đều là những dòng côn zin xịn của Bayer cả các bác sẽ thấy là Bayer thì nó cái đời côn mic của nó thì nó rất là nhiều màu kể cả màu cam màu à, màu cam màu hồng màu đỏ màu xám ghi có cả màu xanh lá cũng có đấy nhưng mà cái thiết kế và cái 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 cấu tạo của những cái côn mic như này thì nó vẫn luôn luôn là một thôi giống như của bay ơ đây à, có cái này thì nó sẽ là một mảnh hình thị này à, lại pin này chắc chắn sẽ là không gửi cho các bác rồi à, tay mic đẹp sóng xa khỏe ổn định và các bác sử dụng những cái bộ mic như thế này thì à, nó phù hợp gia đình vì nó có một cái khoảng cách sóng ổn định nhất trong khoảng tầm từ 50m còn có thể là sóng xa từ tới 70 hơn 70 m cũng được nhưng mà cái sóng mà khu vực nó ổn định nhất là thường tầm 50 m quay trở lại đấy đây là nước rất cực kỳ phù hợp với những cái không gian gia đình dành cho tất cả các bác và cái trên đây thì bên em có hai đời côn các bác nhé một đời côn màu hồng và một đời côn màu vàng như thế này mà khi các bác nhận mic thì các bác nhận được màu vàng hay là màu hồng thì các bạn không phải không, không 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 quá bất ngờ các bác nhé hay là bảo là nó 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 khác biệt so với cái màu mình thấy trên đây tất nhiên thì chất âm nó nó như nhau cả các bác vì nó cùng giống như một đời côn thôi có mỗi cái màu sắc này khác nhau thôi giống như việc chúng ta sơn cái chiếc loa màu đen và màu trắng thì nó không ảnh hưởng đến cái chất âm bên trong đúng không ạ đấy và cái phần cuối cùng cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì chắc nhiều bác sẽ quan tâm về mức giá đấy. vì là đợt này là các bác sẽ thấy là gần như là bất kỳ một cái sản phẩm nào về đến Việt Nam mình của không chỉ chỉ cờ riêng à, bên à, hệ thống cửa hàng của bên bảy à, của xuân tốc độ năm tép hay là của những đơn vị khác thì à, gần như là tất cả mọi sản phẩm này nó đều là tăng giá Vì cái giá cước nó lên rất là cao cộng với việc là cấm pin khó nhập hàng tuy nhiên thì à, từ trước đến nay thì với những cái dòng bích như thế này thì bên em gần như chỉ có đúng một mức giá thôi Chỉ có đúng một mức giá dành cho tất cả các bác đó chính là 2 triệu 500 ngàn đồng một bộ giá tại cửa hàng à, Đầy đủ phụ kiện đi kèm cho tất cả các bác bao gồm dây nguồn, dây xấu ly, chống lăn, rồi anten ạ? Thì kể cả là nó có tăng cước hay nữa thì bọn em vẫn giữ mức cái giá chung thôi. Nghĩa là giảm cái liền lời đi một chút. Rồi 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 vẫn để một cái mức giá chung và giá quen thuộc dành cho tất cả các bác. Đó chính là 2 triệu 500 000 đồng một bộ các bác nhá. Thì bác nào đang cần một bộ mic gia đình nhẹ, dễ hát, à, sóng xa ổn định. À, dành cho những bác mà nội lực yếu một chút cũng được mà người hát hay cũng được thì chúng ta có thể là, là liên hệ cho bên bảy để đặt mua với dòng mic Bayer T8 như thế này. Xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo các bác nhé. Xin chào.